Xin kính chào quý vị khán giả và đây là bản tin dự báo thời tiết trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, đêm nay, sáng sớm mai, Bắc Bộ được dự báo là tiếp tục có sương mù bao phủ. Tây Nguyên và Nam Bộ đang vào mùa khô nên ít có mưa hơn. Ở Bắc Bộ, sương mù được dự báo là kéo dài nhiều ngày, khiến chất lượng không khí ở các khu đô thị lớn như là Hà Nội khả năng sẽ tiếp tục ở mức xấu. Quý vị chú ý là đeo khẩu trang chống bụi mịn khi đi ra đường, hạn chế tập thể dục vào sáng sớm lúc không khí ô nhiễm nhất ở trong ngày. Trưa chiều trời có nắng giúp xua tan bớt sương mù. Chiều chất lượng không khí sẽ được cải thiện hơn, trời ấm lên nhanh và nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác phổ biến trong khoảng là từ 28 đến 29 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ dần vào mùa khô, mưa xuất hiện ít xảy ra ở vài nơi vào Nam Bộ vào chiều tối. Ban ngày, cả hai khu vực này sẽ có nắng, nhiệt độ cao nhất tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột trong khoảng là từ 27 đến 29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ, Cà Mau trời khá nóng trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Ở Trung Bộ thì ngày mai, từ thành phố Vinh cho đến Nha Trang sẽ có nhiều mây, có nơi có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 26 đến 28 độ. Chỉ riêng có Thanh Hóa và Phan Thiết là có nắng. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, thưa quý vị, huyện đảo Hoàng Sa trời nắng nhưng sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 biển động. Huyện đảo Trường Sa trời sẽ có mưa dông, cần đề phòng kèm theo đó là lốc xoáy. Riêng ở phía Tây sẽ có gió mạnh, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8 biển động. Và như thường lệ, cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.